Hộ Tâm. Lý do Hộ Tâm bị nói trẻ con và bất lợi khi nổi sóng trường Nguyễn Tấn Minh. Sau cơn sốt của đạm tài Tấn La Vân Hy và Lê Đô Tô Bạch Lộc trong trường Nguyễn Tấn Minh, làng phim Hoa ngữ chuyển hướng sang dự án khác mang tên Hộ Tâm do Hồ Minh Hạo và Châu Dạ thủ vai chính. Tuy nhiên phim lại không tạo được hiệu ứng bùng nổ như mong đợi. Sau khi trường Nguyễn Tấn Minh kết thúc, khán giả đưa ra nhiều ý kiến trái chiều, có lẽ là vì hầu hết các bộ phim Hoa ngữ đều không thoát khỏi lời nguyền đầu voi đuôi chuột. Ngay từ khi lên sóng, nhiều người tin rằng trường Nguyễn Tấn Minh không đi theo lối mòn của thị trường phim cổ trang. Thế nhưng trái với mong đợi, phim không đáp ứng được kỳ vọng từ phía khán giả. Nới sóng khung giờ của trường Nguyễn Tấn Minh, bộ phim Hộ Tâm với sự tham gia của Hồ Minh Hạo, Châu Dã chính thức xua tan mọi nỗi lo từ khán giả. Tưởng chừng sẽ khó chiếm được lòng của khán giả, song Hộ Tâm gặt hái được thành công nhất định. Với độ thảo luận rộng rãi trên khắp các nền tảng mạng xã hội, trực tiếp nêu lên dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình của Suku, đạt hơn 3 triệu lượt đặt xem trước trên Suku, 4,6 trên 5 điểm đánh giá trên ViuOne, 8,3 trên 10 điểm bình chọn trên MyRunnings, 9,7 trên 10 điểm đánh giá trên Rakuten Viki và 9,7 trên 10. Được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cửu Lộ Phi Hương, Hộ Tâm xoay quanh mối tình nhiều nước mắt nhưng cũng vô cùng lãng mạn của thiên diệu Hồ Minh Hạo và nhạn hồi Châu Dã. Thiên diệu bị trưởng môn phái khiến cho lìa hồn khỏi xác, còn nhạn hồi bị trục xuất khỏi sư môn vì quá phản nghịch. Thong dong khắp mọi miền, nhạn hồi xuất hiện cho thấy thiên diệu nhìn thấy mọi hy vọng phá bỏ phong ấn khi nàng mang trong mình lòng huyết nhờ mang vậy Hộ Tâm của hắn. Vừa muốn sống cuộc đời ung dung tự tại, nhạn hồi lại bị thiên diệu nửa gạt, xuất phát từ sự lợi dụng có mục tiêu, cả hai trải qua nhiều hỉ nộ ái ố, không những không thể xa nhau, trái lại ngày càng gắn bó, có mối quan hệ không thể cắt đứt, kéo theo đó là những bí ẩn khó hiểu nổi nơi đôi nhau ập đến. Cách xây dựng nhân vật của tiểu thuyết gia Cửu Lộ Phi Hương thú vị và bản chuyển thể Thương Lan Quyết do Vương Hạc Đệ và Ngũ Thư Hân thủ vai chính ra mắt vào năm ngoái đã gây được tiếng vang lớn. Với cấp độ lần này của Hộ Tâm, nếu được đặt kỳ vọng bùng nổ thể loại phim truyền hình cổ trang tiên hiệp được chuyển thể thì có lẽ chỉ được đánh giá 2 sao. Phim có nội dung đơn giản, nam nữ chính đều không có tính cách và khí chất nổi bật, kỹ năng diễn xuất không quá đặc biệt, tuy rằng cả hai khá xứng đôi trẻ trung và ưa nhìn. Nhìn tổng thể cốt truyện, xét cho cùng thì nguyên tác có nền móng vững chắc, mạch truyện được kể rõ ràng, không quá hay nhưng cũng không quá dở. Tuy nhiên một số khán giả cho rằng cốt truyện còn trẻ con, đặc biệt là tính cách của nữ chính Châu Dã khiến người ta hết lần này tới lần khác nhớ đến vai Lục Tiểu Khuê do Âu Dương Nana đảm nhận. Thứ hai, trong cốt truyện có quá nhiều tình tiết như cảnh nam chính đi tắm, nam chính lợi dụng nữ chính cùng nhau uống rượu cãi vã. Cư dân mạng Hoa ngữ phàn nàn đây là những thói quen trẻ con. Hộ Tâm là tác phẩm về đề tài cổ trang huyền huyễn. Thứ tư, tính tới thời điểm hiện tại, nối tiếp thành công sau Trùng Tử, Xa Xôi Động Thành và Trường Nguyệt Tấn Minh. Tuy nhiên dù Trường Nguyệt Tấn Minh gây tranh cãi nhưng vẫn tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Điều này sẽ không gây ít sức ép cho phim nổi sóng như Hộ Tâm.